Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì trên Facebook đã vừa đưa ra cái thông tin đó là ngày mai sẽ bảo trì khoảng một tiếng để cập nhật cái sự kiện ngày 20 tháng 11 với cả ngày Black Friday, ngày quốc tế mua sắm. Và kèm theo đó là cập nhật thêm mà hai cái giải đấu lên server. Thì bây giờ mình sẽ review lại một số cái hoạt động ở trong cái sự kiện sắp tới. Cái cập nhật đó chính là shop giảm giá này. Thì các bạn nào mà chơi đợt trước thì sẽ biết được cái sự kiện này rồi. Thì ngày quốc tế mua sắm thì kiểu gì chả có shop giảm giá này thì các bạn sẽ lại được mua thêm đó là những cờ lê này hay chìa khóa này hay là những búa vàng dùng để quay rune đá bùa búa vàng này dùng để quay đá bùa này cờ lê này chìa khóa này cái đợt này sau sự kiện đấu giá thì hầu như là sẽ có cái sự kiện quay chìa khóa để các bạn có thêm được bảo vật tím hoặc là quay cờ lê trong này các bạn sẽ có mua được mảnh vận năng vàng mảnh vận năng đỏ thì đó là những cái đáng mua thêm cả cái gọi là cái quà cái để cộng thêm đó là 30 điểm thể lực nữa này. Thì trong này các bạn có kim cương thì mua thôi. Mảnh ở đây thì các bạn sẽ mua được mảnh của S cộng này. Đợt trước thì có những S cộng như thế này. Đợt này thì mình chưa biết là có cập nhật thêm S cộng khác không hay là vẫn S cộng như thế này. Các bạn mua được mảnh S cộng này và mảnh S này. Có cả S hiếm như là giáp đốt chẳng hạn khó kiếm Bộ ba chim thì, thì cái này là tùy vào kim cương của các bạn Có thì các bạn mua Các bạn cần con nào thì các bạn mua thôi Tuy nhiên là cứ mua mảnh S cộng thôi Về sau nếu các bạn muốn lên S thì làm phôi Thì lần này thì nhìn thế này Chắc là mình sẽ mua hết thôi Thì đó chính là cái shop giảm giá Và có thể thì ở đâu lại có cái, cái sự kiện Đó là 7 ngày lễ hội chẳng hạn Lại kiếm thêm mảnh vạn năng Chưa biết được Nói chung đến ngày đó thì mình sẽ lại review kỹ hơn với những cái hoạt động ở trong cái cái sự kiện là 20 tháng 11 với cả cái giải đấu được mở trong thời gian tới đó chính là Indigo lên server này nghe nói là cứ 20 server sẽ thành một cụm này và phần thưởng xếp hạng ở trong cái giải đấu này đó chính là mảnh của Groudon trở lại bản tiếng Trung thì mình sẽ giới thiệu dễ hơn Thứ nhất là cái giải đấu Indigo lên server nó cũng tương tự với giải đấu Indigo thường như này thôi. Tuy nhiên là bây giờ các bạn sẽ phải đấu với cả những người chơi khác ở server khác. Do đó tính cạnh tranh bây giờ nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên là phần quà mà các bạn nhận được nó cũng sẽ nhiều hơn. Ở bản khác thì nó tăng thêm cái điểm đá bùa này nhiều hơn rồi. Đối với các top thì bây giờ sẽ kiếm được mảnh S cộng, với cả mảnh đỏ dễ hơn rất là nhiều rồi khi mở cái giải đấu này. Một, mỗi tuần thì nó sẽ mở cái giải đấu này hai lần. Ngày đầu đợt đầu trong tuần đó là ngày thứ hai đến ngày thứ ba nó diễn ra trong hai ngày thôi và xong rồi nó sẽ mở tiếp từ ngày thứ sáu đến ngày thứ bảy do đó những bạn nào mạnh chẳng hạn thì một tuần thì các bạn có thể kiếm được thêm đó là sáu mảnh ronaldo này với cả 4 mảnh bản năng đỏ nữa này rất là tốt dành cho các top và kèm theo nữa là các bạn sẽ có được những cái hòm vàng và hòm tím này hòm vàng hòm tím này thì các bạn sẽ mở được có khi được cái rune cao nhất là màu vàng này còn đâu toàn đồ linh tinh thôi và mở thì sẽ được điểm điểm shop này Shop này thì giống như ở bản tiếng Việt thì các bạn sẽ có mua được mảnh của Godon. Vậy điểm này có thể mua được đó chính là cái Rune tự chọn này. Nhưng mà về sau đá bùa Rune màu vàng này thì rất kiếm rất là dễ. 10.000 điểm rất là đắt. Do đó các bạn chỉ tập trung mua đó là mảnh của Godon thôi. Còn mảnh của con Gatrom với cả Metagross thì không xài rồi. Cho nên các bạn cứ tập trung mua mảnh S cộng là chính. Tại vì điểm này nếu các bạn mà kiểu như là kiếm được rất là thấp nếu các bạn không phải là top. Do đó chỉ tập trung mua mảnh S cộng là chính đây là một giải đấu dạng như là nên đăng nhập để có thể giành được chiến thắng đây chính là hình ảnh của cái giải đấu này lọt vào cái, phải lọt vào cái top một uh, sáu top 64 thì bắt đầu mới được tiến vào đến top 8 đây là chính là top 8 này xong bắt đầu đánh lên được là uh, hạng 1 thì các bạn phải đấu vượt qua những người chơi khác nữa đây là toàn bộ những server đó phải thắng thì mới lao được vào tiếp một cái giải đấu tiếp theo được mở đó chính là trung tâm thương mại lên server. Đây là một cái hoạt động theo kiểu mà vào đây để nhận được điểm này, cứ thời gian trôi qua thì sẽ nhận được điểm ở trong cái này và bạn sẽ có thể bị người chơi khác cướp cái 10% cái số lượng điểm các bạn đang có để có thể mua sắm ở trong cái này. Đây chính là cái shop trung tâm thương mại lên server. Trong này thì các bạn sẽ mua được mảnh của Luza này, rất là nhanh thôi, khoảng tầm hai ba tháng thì đó các bạn sẽ có được lưu ra miễn phí 4 sao server các bạn càng đông này server các bạn mà ở hạng cao thì sẽ được nhiều điểm hơn này trong này thì nó sẽ bán đó là cái dương này cái dương này thì khi các bạn mua được 50 cái dương này thì các bạn sẽ ghép được đó là một cái dương mở ra bảo vật vàng tự chọn 50 cái nhân với 5 nghìn, 50 nghìn kia thì cũng phải tầm 2 triệu rưỡi đấy, điểm phải hoặc là hơn tiếp đến là cái hòm tím này hòm tím này khi các bạn mua được 30 cái mảnh này thì các bạn sẽ ghép được một cái hòm tím hòm tím này thì các bạn sẽ mở được đó là một cái bảo vật tím tự chọn tùy các bạn thích đó là có cả táo và vương miện dành cho bạn nào mà không quay được táo vương miện chẳng hạn nhưng mà cũng rất mắc đấy đến là phải ghép được 30 cái 180 nghìn cơ và trong này thì điểm này thì phải nói thật là cũng không phải là nhiều đâu một tuần các bạn mua hết những đồ trong này như mảnh của Luza với mảnh của vạn năng vàng thì coi như là cũng tập trung để mua hai cái đấy rồi về sau cũng không đủ phải đến rồi vậy như là cái giải đấu này nó sẽ xuất hiện vào ngày thứ bảy cho đến thứ hai trong thời gian đó thì các bạn sẽ kiếm một điểm và các bạn có thể sẽ bị người chơi khác giành giật rồi như là đánh để cướp cái điểm này mỗi lần bạn bị cướp sẽ mất đi 10% phần trăm cái số điểm bạn đang có và tối đa mất đi 40.000 nghìn điểm do đó các bạn nên tiêu vào trong này để tránh bị cướp mất nhiều quá thì đây chính là cái giải đấu trung tâm thương mại lên server và shop của nó mảnh lu ra đây chính là cái ví dụ về cái giải đấu thương, trung tâm thương mại lên server khi được mở này. Cái server của mình đang đứng ở hạng 7 thôi và sẽ cuối mùa đó là ngày thứ hai sẽ nhận được 152.000 cái điểm này, hạng 1 thì được 550.000 điểm. Nó rất là cao. Trong này thì nhiều lúc mình đứng ở cái thứ hạng thấp thấp khoảng tầm 62 để tránh bị những người chơi mà level cao đánh vào mình. Bởi vì là mình cũng không phải là quá mạnh ở trong cái đấu đấu trường này khi mà đọ với tất cả các cái server khác do đó, đó nếu mà bạn nào mà muốn uh, sợ mà người ở trên mạnh hơn cướp thì các bạn có thể nép ở cái vị trí ở lại như là ở hạng sau sau ấy xong rồi dần gần đến cái ngày thứ hai gần đến ngày kết thúc thì bắt đầu mà leo lên hạng cao sau thì đó chính là cái giải đấu uh, trung tâm thương mại lên server này thỉnh thoảng ở trong này nó sẽ có bot vào trong những cái thời điểm mà 5 giờ chiều hay là những thời điểm mà bắt đầu nhận thể lực chẳng hạn bạn đánh được boss thì sẽ nhận được thêm nhiều điểm ở trong này nữa và có thêm được đó là 100 kim cương với người nào tiêu diệt được boss. Ví dụ như mình đang đứng ở hạng 62 thì cứ mỗi ngày trôi qua, lại như đến 9 giờ tối chẳng hạn thì nó sẽ được 92.800 điểm này. Tuy nhiên là ở cái điểm này thì các bạn nên tích ở lại ở thư chứ đừng nhận vội. Bởi vì nhận vội mà trong khi chưa có cái đồ gì để mua thì nó sẽ trở thành tiêu cho người khác cướp. Thì đó chính là một cái mẹo để các bạn có thể chơi ở cái giải đấu này tốt hơn. Đây là một cái clip cũ ngày xưa này Ví dụ như đây này Mình nhận được cái quà này Nhưng mình không không lấy luôn Mà mình tích lại để sau kết thúc cái mùa này kết... Thì mình mới bắt đầu mới lấy Lúc đấy thì cũng sẽ không sợ bị ai cướp Mà lúc đó mình sẽ thành thơi để mua Ở trong cái shop đó hơn